Thưa quý vị và các bạn, khi nhắc đến huyện Trùng Khánh thì ai cũng biết đến nhiều loại nông sản như gạo nếp ong, hạt dẻ. Còn một sản phẩm không hề thua kém các đặc sản trên đó là vịt cỏ. Vịt cỏ thịt màu vàng thơm ngon được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh ưa chuộng. Tận dụng lợi thế của địa phương, nhiều hộ dân ở huyện Trùng Khánh đã tập trung nuôi vịt cỏ, tạo thương hiệu riêng cho đặc sản này, nâng cao thu nhập cho người dân. Nhận thấy mô hình nuôi vịt cỏ đem lại hiệu quả cao, nhiều năm nay gia đình chị Thang Thị Hà, xóm Bản Viết, xã Phong Châu, huyện Trùng Khánh đã quyết định nuôi vịt để phát triển kinh tế. Với lợi thế điều kiện khí hậu tự nhiên trong lành, nguồn nước sạch từ hồ Bản Viết, chị Trang lựa chọn đi theo nghề truyền thống là nuôi vịt cỏ. Đây là loài có nguồn gốc từ vịt trời, trải qua quá trình thuần hóa tự nhiên đã thích nghi với lối chăn thả ngoài đồng ruộng mà chỉ có ở địa phương này mới có. Vịt cỏ thì chỉ có ở Trùng Khánh thôi, giống thuần chủng. Cái này từ xa xưa của ông bà để lại rồi. Thì là vịt cỏ thì ăn thì nó ngọt, thịt ngon, mà chăn nuôi thì tốn ít chi phí hơn. Xong mà thời gian nuôi nó cũng dễ ngắn và dễ dàng. Thì nó thả tự nhiên ý, thì mình không cần phải chăn thả nhiều. Mà chỉ thả tự nó ra đồng, nó kiếm ăn, nó được ăn tôm, ăn ốc, ăn tép các kiểu thì nó thịt ngon. Xong mà nuôi ở các chỗ khác cũng không ngon bằng Trùng Khánh. Nên chị thấy cái này cũng có tiềm năng phát triển của huyện mình ý. Thì chị cũng muốn giới thiệu cái giống vịt cỏ ngon này đến tất cả mọi người. Thế. Cho nó uống nước tự động này. Bên dưới là mình lót chấu hoặc là lót vỏ răm bạc, nó tránh nó bị ướt. Đây là vịt nhỏ, cho nó làm quen chứ. Nó là giống bản địa, vịt cỏ có sức đề kháng rất cao. Trong quá trình nuôi, rất ít khi bị dịch bệnh. Tuy nhiên với vịt con, những người nuôi vịt không cho chăn thả tự nhiên ngay, mà cho úm trên sàn lưới khoảng 30 ngày mới thả xuống nước. Nhờ được nuôi úm trên sàn, vịt con có hệ miễn dịch tốt và tăng cường sức đề kháng. Với cách chăn thả trong môi trường tự nhiên, vịt ít dịch bệnh, tăng trưởng ổn định. Việc chăn thả còn giúp cho đàn vịt có khả năng tìm kiếm thức ăn tự nhiên cao, ít tốn chi phí trong quá trình chăn nuôi. Để tiết kiệm một phần chi phí thức ăn, chị Hà đã sử dụng ngô trộn với rau và bột cám gạo để chăn nuôi. Nhờ đó chất lượng sản phẩm tốt hơn, thịt có màu vàng, ăn có vị ngọt, thơm ngon. Hiện nay trên thị trường có nhiều loại vịt ưa nuôi nhốt và chăn cám công nghiệp. Thời gian nuôi ngắn ngày nhưng chất lượng thịt không đảm bảo. Xu hướng của người tiêu dùng luôn quan tâm đến những loại thực phẩm sạch, nuôi tự nhiên. Vì thế vịt cỏ của gia đình chị Hà vẫn được nhiều khách hàng tìm mua, nhất là vào dịp rằm tháng 7. Cái tiêu chí nuôi vịt cỏ này thì cũng không khó khăn lắm đâu. Người dân thì cũng có rất là nhiều kinh nghiệm. Thì thứ nhất là phải chọn được cái giống tốt, là cái ấp thủ công chứ không phải ấp điện. Ấp điện thì sức đề kháng của con vịt nó không khỏe. Phải ấp thủ công này. Xong là về thì chăn nuôi thì người nông dân thì phải úm thật cẩn thận. Cẩn thận đến chăn chăm đến 21 ngày đầu tiên ấy. Thì là tiêm phòng các kiểu đầy đủ thì đến lúc thả ra đồng thì là nó khỏe, nó tự kiếm ăn được. Thời gian nuôi thì chỉ có từ 1 tháng đến 3 tháng là mình thành thịt. Thì để vịt dai ngon thì phải chăn ngô là vịt vàng đẹp nhất. Còn chăn thóc, nhà nào có thóc, có ngô thì chăn ngô, chăn thóc cũng được. Nhưng mà thường là chăn ngô thì con vịt nó sẽ màu da nó vàng, nhìn tươi ngon hơn. Còn chăn thóc thì nó màu hơi trắng trắng ngà ấy. Thì nhưng mà nó dai, ngọt. Thì là nếu mà thả được vịt cỏ chỉ có thả được ngoài đồng hoặc bờ sông thì nó mới ngon. Còn nếu mà nuôi nhốt ở trong ao, trong chuồng thì nó lại bết dính vào. Cái thịt nó bở bở, nó không ngon đâu. Vịt cỏ Trùng Khánh được nuôi nhiều ở các xã Phong Châu, Đoài Khôn, Chí Viễn, Ngọc Khê, Đình Phong, Vòng Nậm. Vịt chủ yếu được thả trên sông, suối, ao hồ hoặc ruộng sau thu hoạch.
Thức ăn của chúng là tôm tép, ốc, ngô, thóc rơi vãi sau mùa thu hoạch. Nhận thấy nuôi vịt chính là hướng đi phát triển bền vững, năm 2023, chị Hà cùng một số nông dân trên địa bàn huyện thành lập tổ hợp tác Vịt Cỏ Trùng Khánh, với mục đích cùng nhau phát triển và tiêu thụ sản phẩm. Bằng sự nỗ lực của tập thể, sản phẩm tổ hợp tác đã đạt thương hiệu OCOP 3 sao. Trung bình mỗi lứa nuôi từ 3,5 đến 4 tháng, mỗi con có trọng lượng từ 1,4 đến 1,8 kg, giá bán trung bình từ 120 đến 150.000 đồng trên một con. Để khẳng định được cái sản phẩm vịt cỏ đạt chuẩn OCOP 3 sao ấy, thì là thứ nhất chị phải lựa chọn được loại vịt, giống vịt đẹp, giống vịt thuần chủng và lựa chọn được những con vịt béo ngon và đủ thời gian để thịt, thì thường là từ 85 đến 100 ngày thì là giai đoạn này là vịt ăn ngon nhất. Và lúc thịt ấy, thịt vịt thường là phải thịt bằng tay, thịt thủ công và xả nước sạch. Xong rồi là thịt xong thì phải treo nó ráo nước xong mới đóng gói. Đóng, có thể đóng hút chân không hoặc là cho vào túi bảo quản tủ đông. Tủ đông thì đến lúc gửi đến tay khách hàng thì nó sẽ ngon ngọt hơn. Còn ví dụ như thịt mà ngâm nước ấy, nước thì thịt nó sẽ bị bở, nó sẽ không ngon. Song song với nuôi vịt thương phẩm, chị Hà còn nuôi thêm vịt đẻ trứng. Chị đầu tư gần 700 con vịt, mỗi ngày thu về hơn 500 quả. Ước tính mỗi năm có gần 180.000 quả được xuất bán, giá 4.000 đồng trên một quả. Trừ hết chi phí, thu lãi gần 300 triệu đồng một năm. Đây là một khoản thu nhập khá, giúp gia đình có điều kiện nuôi con ăn học và mua sắm các vật dụng, phương tiện phục vụ sản xuất, sinh hoạt. Từ lúc gia đình chúng tôi chuyển sang nuôi vịt cỏ đẻ trứng, vịt cỏ thịt và vịt cỏ đẻ trứng thì cứ đến mùa và đáp ứng những cái thị hiếu của thị trường ở trong và ngoài huyện thì là nhu cầu của khách hàng thì cũng nhiều, nên chúng tôi nuôi được đứa nào thì xuất bán được đứa đấy. Và thời gian nuôi thì ngắn nên chúng tôi thu hồi lại vốn nhanh và nó chăn nuôi cũng dễ dàng hơn là nuôi các loại con dài ngày. Thường thì dân ở Trùng Khánh ấy thì bây giờ họ rất là chuộng khách, chuộng vịt cỏ, nhưng mọi người đầu tư nhiều, nuôi nhiều, và mỗi người thì nuôi 2-3 lứa mỗi năm, mà mỗi lứa thì cũng xuất bán được 10-20 triệu, thì cũng cải thiện được kinh tế của gia đình. Gia đình chúng tôi nuôi vịt cỏ trứng từ năm 2018, thì chúng tôi thấy hàng ngày thì vịt đẻ trứng đều, nên gia đình chúng tôi thì đỡ khó khăn về kinh tế hơn, thì cũng có thu nhập hàng ngày, có thu nhập đồng ra đồng vào hàng ngày nên là có thể nuôi con ăn học. Cũng như nhiều thành viên trong tổ hợp tác Vịt Cỏ Trùng Khánh, nghề này đã được gia đình ông Hoàng Văn Điển ở xã Ngọc Khê, huyện Trùng Khánh duy trì từ đời cha ông. Trước đây đàn vịt của ông tuy có lợi thế cho chăn thả tự nhiên ở ruộng và suối gần nhà, nhưng bán không được giá. Sau khi cùng 18 thành viên tham gia tổ hợp tác, vợ chồng ông không phải dậy sớm đi chợ phiên bán vịt. Hiện nay đã có thương lái vào tận nhà đặt mua. Một năm ông Biển nuôi 3 đến 4 lứa vịt, gia đình ông cũng có thêm thu nhập. Trong tổ hợp tác cũng là đi học hỏi kinh nghiệm về chăn nuôi vịt cỏ từ những khâu chăn với cái khâu phòng bệnh, kiểu là cũng học hỏi với nhau nhà nuôi như thế nào thì cũng người biết nuôi là cũng học hỏi với nhau như phòng bệnh với chữa bệnh. Vịt cỏ nó cũng ít bệnh hơn cái vịt lai, thì thả nó tự do là nó ăn khỏe hơn cái vịt lai. Thế OCOP thì cái thứ nhất là cái giá thành nó cao hơn thị trường. Như trước thì nó bán tiêu thụ ra thị trường thì
có lúc thì bán không được, bây giờ nó có thương hiệu thì bán nó dễ hơn. Vịt sau khi chế biến thành phẩm được đóng gói bảo quản ở nhiệt độ âm 40 độ C. Bao bì đóng gói cẩn thận, hút chân không, sản phẩm có thể vận chuyển đến các nơi tiêu thụ. Vịt cỏ không chỉ nổi tiếng trong huyện mà còn được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh đón nhận. Tính đến nay, sản phẩm vịt cỏ tổ hợp tác Trùng Khánh đã đạt OCOP 3 sao, được thị trường các tỉnh Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Giang đặt mua quanh năm. Hiện nay, vịt cỏ đã trở thành thương hiệu ẩm thực của Trùng Khánh và được đóng gói thành phẩm, giúp du khách có thể vận chuyển xa hoặc làm quà biếu khách. Chúng tôi thì cũng có định hướng là sẽ tăng thêm sản lượng vịt, và khuyến khích những người nông dân thì nuôi thêm nhiều tái đàn, nhiều đàn vịt cỏ thì là để đáp ứng cả nhu cầu thị trường trong và ngoài tỉnh. Thì thứ nhất là liên kết với các lồng ấp, lò ấp ấy, thì là họ sẽ cung cấp giống vịt và khuyến khích người nông dân là nuôi vịt cỏ trứng nhiều để đảm bảo cho lượng giống ở trong huyện. Và cái vịt trứng thì tôi mỗi năm thì tôi hai năm thì tôi phải thay đàn. Thay đàn thì mỗi lần thay đàn thì phải lựa chọn được giống tốt và phải đầy đủ các loại vaccine phòng bệnh nữa thì vịt nó mới hiệu quả kinh tế cao. Mô hình chăn nuôi vịt cỏ theo hướng an toàn của gia đình chị Thang Thị Hà và ông Hoàng Văn Biển ở huyện Trùng Khánh đã tạo ra những sản phẩm chất lượng tốt cho thị trường. Để phát triển thương hiệu, huyện Trùng Khánh tiếp tục quan tâm chuyển giao quy trình kỹ thuật chăn nuôi, nâng cao kiến thức cho người dân, tổ chức hợp tác sản xuất, tích cực quảng bá giới thiệu sản phẩm, góp phần thúc đẩy phát triển chăn nuôi vịt tại địa phương theo hướng bền vững. Với tiềm năng và lợi thế của địa phương đã mở ra hướng phát triển chăn nuôi vịt cỏ cho bà con huyện Trùng Khánh, nơi có điều kiện khí hậu phù hợp. Việc triển khai mô hình nuôi vịt cỏ theo hướng liên kết hàng hóa đang được xem là xu hướng mới, đem đến cho người dân có thêm một lựa chọn sinh kế, cải thiện đời sống và nâng cao thu nhập, thúc đẩy xây dựng nông thôn. Chuyên mục nông sản an toàn xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.